Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp thành được phát sóng độc quyền trên Youku. Trong bộ phim Cổ Trang Huyền Thoại, Thục Cẩm Nhân gia sắp ra mắt khi các bộ phim truyền hình cổ trang tiếp tục nóng lên, bộ phim truyền hình Cổ Trang Huyền Thoại đình đám gia đình thuộc cẩm nhân gia dự kiến sẽ chính thức ra mắt trên Yoku Video Sangua Theater vào cuối tháng 11, đồng thời cũng dự kiến sẽ được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên quyền lực Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành. Với chủ đề độc đáo, di sản văn hóa sâu sắc và dàn diễn viên sang trọng, bộ phim đã trở thành chúng ngựa ô trên thị trường phim cổ trang cuối năm kết family được chuyển thể từ tiểu thuyết so record của chuông chuông bối cảnh câu chuyện lấy bối cảnh ở tiệm nhuộm huân hoa ở Y Châu vào cuối thời nhà đường ở thời đại này gấm xô với vẻ đẹp vô song và sự khéo léo tinh xảo đã trở thành báu vật được những người giàu có và quyền lực săn đón ngay cả quân đội cũng dùng gấm thay lương điều đó cho thấy nó quý giá như thế nào trong bối cảnh đó Thổ cẩm nhà thục không chỉ trở thành tâm điểm tranh giành lợi ích của các bên mà còn chứa đựng sự nỗ lực, trí tuệ của vô số thợ thủ công. Trong vở kịch, Di Y Nha Hinh do Đàm Tùng vận thủ vai là một cô gái trẻ đến từ Hoan Hoa Đai Inh, Hao, vừa cực kỳ thông minh, đam mê nhuộm lụa và có tài năng phi thường trước sự đe dọa từ kẻ thù nước ngoài và tranh chấp nội bộ, bà luôn giữ vững ý định ban đầu của mình, kiên quyết bảo vệ công thức nhuộm bí mật và truyền bá phương pháp dệt và nhuộm độc đáo của thổ, cẩm nhà thục ra nước ngoài. Yang Trinh Lần do trịnh nghiệp thành thủ vai là vợ lẽ của gia đình Di Noang, một nhân vật có võ công mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Sau khi gặp Di Inya Hinh, anh đã bị thu hút bởi sự hoạt bát và hoạt bát của cô hai người đã cùng nhau giải quyết khủng hoảng và cùng viết nên một câu chuyện gấm tứ xuyên. Ngoài đàm tùng vận và trịnh nghiệp thành vở kịch còn quy tụ một số diễn viên quyền lực như trinh trao, chen seojun và wang yu. Các nhân vật mà họ từng đóng đều có những tính cách và đặc điểm riêng biệt, tạo thêm nhiều điểm hấp dẫn và nổi bật cho bộ truyện. Điều đáng nói thuộc cẩm nhân gia không chỉ là phim cổ trang mà còn là di sản văn hóa phi vật thể hiện đại vở kịch kết hợp nhiều yếu tố văn hóa thuộc cẩm nhân ra thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của nghề thủ công truyền thống thông qua trang phục tinh tế đạo cụ và cách sắp xếp bối cảnh tỉ mỉ nỗ lực đổi mới này không chỉ nâng cao di sản văn hóa của bộ truyện mà còn mang đến cho khán giả sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống ngoài ra lời thoại trong vở cũng khá độc đáo và tràn ngập những lời yêu trần thế. Những câu nói tưởng chừng hài hước nhưng lại ngọt ngào và cảm động này không chỉ khiến khán giả thích thú mà còn khiến họ cảm nhận được tình bạn sâu sắc giữa các nhân vật. Kiểu thiết kế đường nét này chắc chắn sẽ tăng thêm sự thú vị và thích thú cho bộ truyện. Đánh giá từ những đoạn trailer và ảnh tĩnh được hé lộ cho đến nay, có thể nói rằng gia đình thuộc cẩm nhân gia luôn nỗ lực để đạt được sự xuất sắc trong sản xuất dù là việc xây dựng bối cảnh thiết kế trang phục hay lựa chọn đạo cụ đều thể hiện được trình độ rất cao đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên như vậy chắc chắn đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của bộ phim